Chào mừng các bạn đến với kênh Ốc Tây Ninh của mình nha. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn chủ đề là cho ốc sên bạch ngọc ăn gì. Đây, ốc sên bạch ngọc thì nó cũng ăn tạp lắm nha. Nó ăn rau củ quả đồ đủ thứ, nó ăn được hết. Nhưng mà mình hiện tại mình cho ăn một số thức ăn như sau. Đây, cái này là khoai lang tây à, khoai lang tây. Đây, mớp khía. Đây, trái dưa hấu non á, trái dưa hấu non đó nha. Đây, bí đỏ. Đây, cà rốt. Đó. À, bí đỏ này. Khoai lang tây. Nói chung là mấy cái thức ăn mình bỏ vô nó đều ăn hết. Đây có một loại nữa nè. Đây có một loại nữa là bí đao. Bí đao này. Đây. Đó, mấy bí đao mình sắc ra nó cạp tự lư hết nè. À, với lại có một cái bầu nữa nè. Nói mình cho ăn đủ thứ loại mà đều ăn hết. Tất cả những cái thức ăn nãy giờ mình nói là nó đều ăn hết á. Mình bỏ vô là nó ăn hết á. Nên là các bạn cũng không cần phải lo về con ốc sên bạch ngọc này nó ăn cái gì nha. Các bạn cứ cho nó ăn, thải vô cái gì nó ăn được là nó ăn hết à. Không sợ nó đói đâu. Con này nó ăn phàm ăn dữ lắm. Chung là ăn dữ lắm, ăn tạp dữ lắm. Nhưng mà nói chung thì mình cho thức ăn sạch thì tốt hơn. Nếu mà được nữa thì các bạn có thể trồng bầu bí mớp rồi đó. Mấy cái đó dễ trồng. Các bạn trồng cái đó cho nó ăn. Đây. Yeah, cái miếng dưa hấu non này nó cạp quá chừng nè. Rồi vô tư, các bạn vô tư cái chuyện là nó ăn cái gì, bỏ cái gì vô mà nó cạp được là cạp hết. Nhưng mà hôm nay mình chủ yếu mình cho ăn bầu mướp, mướp khía, mướp hương, cà rốt, bí đỏ, bí đao. Một số thức ăn đó thôi mà nó cạp hết rau à. Thằng nào nó cũng ăn hết. Nên là mình đánh giá là con này không sợ nó đói, thả thức ăn rồi là nó quất hết rồi. Đây, chào tạm biệt các bạn tại đây nha.